Hello mọi người, mình là Oleby. Trên stream mình thường thấy các bạn hay đặt câu hỏi về khung hình, so sánh về độ khung hình 16:9 và 43. Cho nên hôm nay mình làm clip này để so sánh hai khung hình này và cũng như nêu ra một vài lý do mà một số người dùng các khung hình khác. Như các bạn biết, khi các bạn vừa tiếp xúc tựa game Valorant nói riêng và các game FPS khác nói chung, thì mặc định khung hình và cũng như độ phân giải sẽ là 16:9, tức là 1920 và 1080. Điều này sẽ áp dụng đối với các bạn sử dụng màn hình Full HD trở lên. Chúng ta còn có thể thấy một số độ phân giải khác xuất hiện ở các streamer hay pro player như 16:10, 5:4 và thường thấy nhất là 4:3. Mình có sử dụng qua một số phân giải này thì mình cảm giác 16:10, 5:4 và 4:3 đều có chung một đặc điểm là các thanh húp sẽ kéo giãn ra, kể cả tâm bắn, vì đồ họa sẽ bị mờ dần đi tại các khung hình trên mà các bạn chọn. Cho nên mình sẽ chọn 4:3 để nói và so sánh với 16:9. So sánh giữa hai khung hình 16:9 và 4:3. 16:9 cho các bạn góc nhìn rõ ràng hơn, dễ nhìn, dễ học lên up vì đa phần các clip hướng dẫn trên mạng đều sử dụng mặc định là 16:9. Các thanh húp đều bình thường không bị kéo giãn. Còn về 4:3, góc nhìn sẽ bị mờ đi, khó nhìn, khó học lên up. Vì trên mạng ít clip hướng dẫn sử dụng khung hình 4:3, các thanh húp sẽ bị kéo giãn kể cả tâm bắn. Nhìn sơ qua hai khung hình này thì các bạn sẽ thấy 16:9 có lợi hơn đúng không? Nhưng tại sao vẫn có người dùng 4:3 và bắn rất tốt? Thì sau đây mình sẽ nêu ra vài lý do. Lý do đầu tiên, thói quen. Đối với một số người chơi CSGO, họ dùng 4:3 rất nhiều, sau đó chuyển sang Valorant vẫn dùng. Cho dù chuyển 16:9 sang 4:3 thì các vật thể cũng không bị kéo giãn, kể cả các đặc vụ agent. Còn bên CSGO thì khi chuyển từ 16:9 về 4:3 thì đồ họa vật thể sẽ bị kéo giãn. Lưỡng hình đối phương sẽ to ra, mục đích là nhìn đầu địch to cho dễ. Lý do tiếp theo có thể là do vì muốn tăng thêm FPS, mang đến cho mình độ trải nghiệm mượt mà nhất. Lý do nữa là họ cảm thấy khung hình đó mang đến cho họ cảm giác cân đối nhất giữa độ tập trung, sự mượt mà và góc nhìn rõ đủ với họ. Lý do cuối cùng, khung hình 4:3 nó giúp cho các bạn nhìn sẽ được tập trung hơn. Như vậy, về hai khung hình mình đã so sánh trên thì chắc các bạn cũng đã hiểu và biết lý do tại sao họ dùng khung hình như vậy. Tuy nhiên, nó sẽ là sự đánh đổi, được cái này thì mất cái kia. Ok, như vậy là video của mình đến đây là hết. Mong sau video này sẽ giúp cho các bạn có được sự lựa chọn cho mình một khung hình phù hợp hơn nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp gì thêm, hãy comment bên phía dưới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye!